Rồi xin chào mọi người nha. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục với app Winca nha. Và chủ đề ngày hôm nay hướng dẫn các bạn chỉnh sửa một tấm ảnh chân dung làm sao để nó trông thật tự nhiên, đẹp và trẻ hơn so với tự thật của mình. Và trước khi bắt đầu video này, đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Và như trên màn hình của mình đây thì có hai tấm ảnh. Đó là tấm ảnh trước khi được chỉnh sửa và tấm ảnh sau khi được chỉnh sửa và các bạn nhìn thấy nó khá là tự nhiên đúng không? Đầu tiên thì các bạn hãy mở ứng dụng Winca lên cho mình nha. Winca thì có rất là nhiều chức năng và qua mỗi video thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn thêm một chức năng mới. Ở đây mình sẽ chọn một AI làm đẹp. Chọn bức ảnh cần loát vào. Ở phía dưới này thì có rất là nhiều tùy chọn. Ví dụ như là hấp dẫn, này, đẹp đẽ, nè trẻ, này, sinh viên. này Thì mình thấy cái sinh viên thì có vẻ anh nhìn nó sẽ tự nhiên nhất. Và cũng tùy thuộc vào các bạn. Ví dụ như các bạn chọn trẻ thì nó sẽ cỡ 17 đến 20 tuổi sinh viên thì khoảng cỡ 20 đến 25 tuổi. Các bạn hãy từ test thử các cái chức năng còn lại nha. Ở đây mình chọn một sinh viên. Sau khi chọn một sinh viên, các bạn chọn mục ở dưới cùng là nhấn để phân tích chân dung. Rồi, sau đó chọn làm đẹp. Các bạn chờ trong giây lát để cho con AI của Winca nó xử lý nha. Sau khi hoàn thành rồi mình sẽ zoom lên cho các bạn xem nè. Khuôn mặt nó đã được trẻ hóa ra các bạn thấy nó ok mình sẽ nhấn vào nút lưu đó là bước đầu tiên mình sẽ vô ứng dụng ảnh để mình kiểm tra đó thì khuôn mặt đã được trẻ hóa ra khá là nhiều rồi đúng không các bạn tuy nhiên thì mình phải có thêm một vài cái bước xử lý nhỏ nhỏ nữa vô lại app winka bấm nút trở lui nha trở lui này và mình thấy cái tấm ảnh vừa rồi của mình nó đang bị khuôn mặt nó vẫn còn hơi bị thiếu sáng thì mình sẽ cho tăng cái độ sáng của nó lên mình sẽ sử dụng cái chức năng đó là thêm sáng trên cùng nha chọn lấy tấm ảnh này bấm vào nút bắt đầu phía dưới này thì nó có rất là nhiều các cái chức năng để thêm sáng vào thì ở đây mình sẽ không quan tâm các cái mục khác mình chỉ quan tâm tới hai mục đó là mặt sáng và tấm hắt sáng mình bấm mặt sáng này thì khuôn mặt nó chỉ sáng lên thôi mình sẽ kéo cái thanh phía dưới này qua về để tăng cái độ sáng của khuôn mặt lên hoặc là mình sử dụng tấm hắt sáng tấm hắt sáng thì nó sẽ sáng đều cả cái nền lên luôn và mình cũng dùng cái thanh phía dưới này để điều chỉnh chuyển qua một mặt sáng đi mình sẽ cho khuôn mặt nó sáng lên khoảng 60 đấy về phía dưới thì nó có cái nhiệt độ màu á thì ở đây mình sẽ không điều chỉnh gì cả mình thấy nó cũng khá là ok rồi mình sẽ nhấn vào nút lưu và mình kiểm tra lại tấm ảnh bây giờ thì nó đã sáng hơn khá là nhiều rồi tuy nhiên thì chất lượng hình ảnh nó vẫn còn hơi thấp như trong video lần trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách phục hồi pixel của ảnh rồi mình sẽ nhấn vào nút trở lui mình chọn vào chất lượng hình ảnh nhé Chọn Ultra HD, nhấn vào nút thử ngay. Và chọn đến tấm ảnh cần xử lý. Dùng lên cho các bạn xem nè. Mình dùng cái thanh này giữa để kéo qua kéo về để xem các chi tiết trên khuôn mặt. Ok rồi các bạn ha. Mình nhấn vào nút lưu nha. Rồi sau khi lưu ảnh thì các bạn cũng bấm trở lại màn hình chính. Và trên khuôn mặt nó có nhiều điểm mà mình chưa vừa ý lắm nên mình sẽ sử dụng thêm một cái chức năng của Winca nữa đó là chức năng tùy chỉnh ở dưới này nhấn vào tùy chỉnh này Lót tới mạnh vô này nhấn vào nút bắt đầu ở đây thì mình muốn chỉnh gì thì chỉnh thôi cái này phần này thì chắc cũng đơn giản rồi đúng không phần mặt này thu hẹp bề rộng những thu hẹp này và kéo cái thanh này để cho nó thu hẹp bớt này rồi ok phần mắt phần mắt cũng sẽ không có chỉnh sửa gì thêm mình muốn chỉnh sửa phần mũi đi mặc dù mũi nó cũng cao rồi nhưng mà mình chọn sống mũi nha cho nó cao hơn xíu nữa ok chưa các bạn nhìn nó vừa mắt là được và lông mày mình cũng không muốn chỉnh sửa gì thêm mình sẽ chọn miệng chọn một chiều rộng nhé và ở dưới này mình cũng kéo kéo để cho miệng nó to hơn xíu rồi các chi tiết nó đã ok rồi, mình nhấn vào nút lưu. Rồi và bây giờ các bạn cùng xem kết quả trước và sau khi chỉnh sửa của mình nha. Video của mình chỉ đến đây thôi và mình mong rằng các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký đồng hồ cho mình nha.